Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đi. Trận khởi. Trận khởi. Đây chính là thiên tội thần kiếm ở trong truyền thuyết hay sao? Cảm giác mạnh thật. Hơi thở này không hổ danh là sự tồn tại có liên quan đến bí mật của thần huyền. Quả nhiên là ma tộc. Xem ra ma quân không lừa mình, cũng chính là nói ma hồn ở trong phong ấn của thần kiếm này là con trai của hắn. Ý định giết người mãnh liệt này là hắn, phần tuyệt trần. Sao hắn lại tới đây rồi? Tại sao ý định giết người lại mãnh liệt như vậy? Nhưng chuyện kỳ lạ là ý định giết người này không phải là vì mình mà tới. Bỏ đi, không quản nữa. Có nhiều người, có nhiều đế quân ở đây như vậy, nghe là hắn khó mà gây ra sóng gió gì được. Đây chính là thiên tội thần kiếm, cũng chính là chứng cứ phạm tội đã từng liệt vào một trong những thánh địa của lĩnh dạ của Vĩnh Dạ Vương tộc. Núi Vĩnh Dạ Thành, năm đó Vĩnh Dạ Vương tộc và chúng ta cùng được liệt vào vị trí thánh địa. Không, nó căn phải không không phải là dị bảo bình thường, mà có khả năng là chí bảo che giấu bí mật của thần huyền. Không lâu sau đó, chúng ta đã nhận được tình báo, Vĩnh Dạ Vương tộc kiêu ngạo lúc đó lại muốn độc chiếm thánh địa khác, từ đó nắm giữ cả lục địa. Cũng chính là vì như vậy, bọn ta mới biết trong Vĩnh Dạ Vương tộc có người nhất định là muốn có thành tựu thần huyền chi bí vô thượng. Vì vậy, chúng ta đã bắt buộc là phải liên thủ lại, không phải là vì bản thân chúng ta, cũng là vì thương sinh của cả đại lục. Hôm đó, tứ đại thánh địa của chúng ta gần như là đã xuất động tất cả tinh nhuệ, mục tiêu là núi Vĩnh Dạ Thành. Bổn tọa vẫn chưa ra tay với các người thì các người lại đến rất đúng lúc. Nếu như muốn nộp mạng sớm như vậy, vậy thì bổn tọa sẽ làm hài lòng các người. Dạ Mộc Phong, chủ của Vĩnh Dạ. Giết, ra tay đi. Rất tốt, các vị, giết ma. Trận chiến đó, tứ thánh chủ của chúng ta đều bị trọng thương. Dưới trướng cộng lại, hơn 19 vị trưởng lão ở trên cấp 9 của quân huyền đã chết 17 vị. Chiến lực của các trưởng lão và đệ tử khác đều tổn thất nghiêm trọng. Mà tất cả đều là vì thanh kiếm này mà ra. Nếu không với thực lực của Dạ Mộc Phong, sao có thể đi tới được bước này? Thời khắc mấu chốt cũng phải nhờ tới tứ đại thánh địa ra tay. Không sai, nhiều năm như vậy rồi, tứ đại thánh địa đã làm cho chúng ta rất nhiều. Tứ đại thánh địa mãi mãi là thần. Phản ứng của hắn sao lại lớn như vậy? Nghĩa nào có liên quan tới ma khí hay sao? Cách ngày thập tam tinh niên châu và âm khí cực nặng đã gần. Vậy thì ta cũng không lề mề nữa, làm phiền các vị đạo hữu giúp đỡ. Vân Thái Nại, bốn nôi thủ. Kia là Vân Thái Nại, bốn nôi thủ, đệ nhất tản tu ở trong truyền thuyết. Vấn Thiên Huỳnh giúp đỡ thế nào? Không ngờ lại là hắn, 5 năm trước chính là sự tồn tại của cấp 7 quân huyền. Đờ mờ, không hổ danh là tứ đại thánh địa. Những cao thủ ẩn thế này cũng đã xuống núi rồi.
Thì ra là Văn đạo hữu, cách giúp đỡ này cũng rất đơn giản. Cách giúp đỡ này cũng rất đơn giản. Đây là Văn đạo hữu đoán không sai, đây chính là trận càn khôn vô cực. Người hiểu được trận pháp này đều biết không có tính công kích, vì thế các vị có thể yên tâm. Lát nữa đợi khi thập tam tinh niên châu, chuyện chúng ta cần phải làm là mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, phóng thích ra huyền lực, xung kích lên ma kiếm. Không sai, ma kiếm này ngang ngược như vậy, lẽ nào còn chịu đựng được lực hợp thể của anh hùng trong thiên hạ chúng ta hay sao? Vậy thì não phu sẽ làm ngay. Còn tưởng rất là phức tạp, không ngờ lại đơn giản tới vậy. Phượng Tổ Khuê, Phương lão gia tử đã xuống núi rồi sao? Ý nời, đây là bí mật của thần huyền đó. Phương lão gia tử nhiều năm vẫn chưa xuống núi, lần này cảnh giới lại tới cấp 9 của quân huyền rồi, đúng là ngưỡng mộ thật. Đệ tử của Phượng Hoàng nghe lệnh, hãy đi theo bước chân, hãy đi theo bước đi ở trận càn khôn với ta. Dạ lão tổ. Hành động vĩ đại lần này sao có thể thiếu Bách Phát Quỷ Ngô địch ta chứ? Tuyệt đối không thể nào từ chối. Bổn cung muốn đại diện cho Vạn Hoa cung để dẫn đầu. Anh rể làm thế nào bây giờ? Án binh bất động. Hả? Nhưng mà mọi người đều đi hết cả rồi. Chờ đi. Anh rể nói gì thì chính là cái đó. Sao nhìn cứ giống như là Hồng Môn Yến có 102 ở trên bầu trời vậy. Vân Cung Chủ sao vậy? Nghĩa nào là không có hứng thú với bí mật của thần huyền hay sao? Tiểu đệ đệ, bổn cung nhắc nhở cho ngươi biết, phải xem rõ tình thế đấy. Chỉ là một vương huyền nhỏ bé mà cũng dám kiêu ngạo hay sao? Ơi tác quái, ba ông già các ngươi cũng có tư cách nói chuyện với anh rể ta sao? Tên nào tên nấy cũng nham hiểm, cẩn thận bổn đại gia một quyền đánh chết các ngươi. Tiểu tạp toái, ngươi là cái thứ gì mà cũng xưng kiêu ngạo với ta? Sau khi đại hội kết thúc rồi, nhất định là sẽ chém ngươi ra thành trăm mảnh. Tiểu tử thối đáng bị đánh. Phế vật, chỉ là một cổ thương thôi mà, lại dọa ra như vậy rồi. Cũng đúng, dù sao mắt nhìn của Vân Cung Chủ cũng rất là phi phàm. Nói tới nơi này, Vân Cung Chủ có thể để cho lệnh sư Đoạt Thiên Tiền Bối ra mặt hay không? Có lẽ với thủ đoạn của hắn, giải trừ phong ấn của ma kiếm cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Gia sư, như vốn dĩ không muốn can thiệp vào chuyện trần thế này, cho dù là ta cũng khó mà thay đổi được ý chí. Thân phận của ngươi sớm đã bị bại lộ rồi. Yêu nhân, ta sẽ lặng lẽ cho ngươi tiếp tục giả vờ, không lâu sau này sẽ là lúc ngươi phải hối hận. Thế thì đáng tiếc thật rồi. Đúng rồi, Nguyên Bá Hiền Chất không hứng thú với bí mật của thần huyền hay sao? Hứng thú thật sự là không có. Sư tôn và thánh đế của ta đã từng nói, với huyết mạch của ta, chưa tới 100 năm sẽ có thành tựu, từ thần huyền cũng không chừng. Hơn nữa cái bí mật thần huyền mà ngươi nói là thật hay giả, vẫn là ẩn số chưa biết, dựa vào cái gì mà ta có hứng thú cơ chứ? Đây chính là Hạ Nguyên Bá hay sao? Là hắn không sai, thời gian mấy năm đã có thành tựu tu vi đế quân rồi. Nếu như vậy hắn cũng có thể trở thành thần huyền. Nguyên Bá, lời này của ngươi mặc dù rất là khó nghe, nhưng mà bổn đại thánh đế lại thích. Hiên Viên Kiếm Chủ, có lẽ với tấm lòng của ngươi cũng sẽ không hiệp hòi với Nguyên Bá đúng không?
Đương nhiên, ngươi đã nghe thấy mấy lời chói tai. Nghe cảm giác rất là ngông cuồng thì cũng bỏ qua đi. Với thể chất của Nguyên Bá, trong vòng 100 năm, có thành tựu thần huyền cũng là chuyện có thể xảy ra. Chút sự độ lượng này ta vẫn có. Nếu như Nguyên Bá tiểu chất có hy vọng đi vào thần huyền cảnh, ta đương nhiên là sẽ là người đầu tiên chúc mừng. Xuất hiện rồi. Đây chính là thập tam tinh niên châu ơ. Kỳ dị thật. Anh rể nhanh nhìn kìa, xuất hiện rồi. Đúng là đẹp thật đó. Xuất hiện rồi sao? Nhưng tại sao mình lại có một cảm giác chuyện không hay sắp xảy ra? Các vị đạo hữu, họ thập tam tinh niên châu đã xuất hiện rồi. Mọi người hãy nhanh chóng niên thủ, bỏ huyền lực vào trong đại trận. Lần này có thể mở phong ấn ma kiếm thì phải dựa vào các vị rồi. Chuyện lớn như vậy, Phượng Hoàng Thần Tông ta đương nhiên là sẽ dốc hết sức rồi. Đệ tử của Phượng Hoàng nghe lệnh, chuẩn bị ngưng tụ huyền lực. Các vị, chúng ta cũng ngưng tụ huyền lực đi, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị ra tay. Ta đã chuẩn bị xong rồi, lão phu cũng đã chuẩn bị xong rồi. Không ngờ ta lại may mắn tham dự hành động vĩ đại này. Tuyệt lắm. Trời tối rồi, giống như là màn đêm đang buông xuống vậy. Dị tượng này trăm năm mới gặp một lần, cảnh tượng huyền gì vậy? Các vị đạo hữu, chuyện không thể chậm trễ, tốc độ phóng tích ra huyền lực đi. Anh rể chói mắt thật. Dù sao cũng là chiến lực mạnh nhất của cả đại lục đều đang ở đây mà. Các vị nhanh rút lui. Vậy thì bắt đầu thôi. Huyền khí khởi. Hợp. Cuối cùng đã chờ được tới ngày hôm nay rồi. Phong ấn 1000 năm phá cho ta. Không hổ danh là kiếm chủ. Nguyên khí lớn mạnh như vậy, cũng chỉ có quân huyền cấp 10 mới có thể điều khiển được. Phần tuyệt trần, ngươi muốn chết sao? Chưa nói bây giờ ở đây có nhiều người như vậy, chỉ dựa vào một mình Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Cần ngươi quản hay sao? Sự dày vò và đau khổ mà ngươi đã chịu đựng, nghĩ tới sự gian khổ của con đường của ngươi. Ngươi có cam tâm hay không? Hả? Đúng vậy, nếu như cứ như vậy chết đi, sự đau khổ vô tận này sẽ có ý nghĩa gì đây? Cảm ơn. Không phải ta cứu ngươi đâu, dù sao ta vẫn muốn tự tay giết chết ngươi. Ngươi tuyệt đối nào đừng chết đấy. Yên tâm, trước khi ngươi chưa chết, ta cũng sẽ không chết đâu. Phong ấn đã được phá vì để công bằng, bốn người chúng ta cùng nhau đi tìm kiếm. Tốt lắm, được. Hiên Viên não đã nghĩ rất là chu đáo. Tới rồi, bí mật của thần huyền lập tức sẽ xuất hiện. Đúng vậy, không biết ta có may mắn húp được miếng canh hay không. Ta húp lửa miếng cũng được. Các người đã phát hiện ra gì bất thường? Xem ra chuyến đi này có tổn thất một chút rồi.
Bí mật nghìn năm đến bây giờ đã quá lâu, sẽ xuất hiện rất nhiều biến số. Nhân viên kiếm chủ, đây chính là bí mật thần huyền mà người thề thốt đảm bảo đây sao? Hừm, bây giờ chỉ lấy được đống nát này, ngươi phải cho ta một câu giải thích rõ ràng. Lão Phu sẽ tạm thời nhịn ngươi một chút. Mị Tà Huỳnh, thịnh hội lần này là do ta mà ra, ta sẽ bàn giao lại rõ ràng. Như vậy đi, qua vài ngày nữa ta sẽ đích thân đến thăm Hải Điện, Thánh Vực Thần Cung và tặng 5 cân thần tinh tử mạch thế nào? Cái gì 5 cân? Nếu cộng lại là 15 cân. Đây chính là lộ trình của Thánh Địa hay sao? Người bình thường, chưa nói tới lửa ký, nghe là vài lạng cũng không thấy. Vấn Thiên Huynh, nếu như Huynh đã nói như vậy, thế thì ta cũng có một vài cấp bách. Qua vài ngày nữa đợi Huynh tới, ta nhất định là sẽ đãi tiệc chiêu đãi Huynh. Thế thì ta xin đa tạ ý tốt của ta Mỹ Huynh trước. Nghe rằng, ngươi sẽ không còn mạng đợi được tới ngày đó đâu. Các vị, chuyến đi lần này mặc dù không có được gì, nhưng cũng là thịnh hội của thiên huyền đại lục hiếm có của ta. Nếu như mọi người đã lẻ mặt ta mà tới, ta cũng không thể nào ngồi yên được nữa. Có một chút bất ngờ muốn chia sẻ với mọi người, có lẽ mọi người sẽ vô cùng hứng thú. Còn đợi gì nữa? Đại trưởng lão, xin hãy lễ bất ngờ mà chúng ta đã chuẩn bị ra đi. Dạ, kiếm chủ đại nhân. Bất ngờ là thứ mà người ta thích nhất đó nha. Kia là ai vậy? Ai mà biết được. Hiên viên cô tình, bái kiến thánh đế, hải hoàng, thiên quân, kiếm chủ. Hiên viên đây nà. Người này chính là bất ngờ. Chỉ là một tên bá hoàng sơ cấp thôi mà, cũng xứng với hai chữ bất ngờ hay sao? Đương nhiên là không sai. Ta tin rất nhanh có vài người nào đó sẽ đứng ngồi không yên nữa đâu. Để mọi người xem thử bộ mặt thật của hắn. Huyễn yêu yêu nhân. Tiêu Vân. Tiêu Vân ca ca. Là Tiêu Vân ca ca. Các vị, người này có lẽ mọi người cũng đã nghe qua. Hắn có quan hệ khá thân với cung chủ của tiên cung Băng Vân Thương Phong. Còn thân thiết như thế nào, ta cũng không dài dòng nữa. Không phải chứ, kia à, độc quần đệ nhất đại lục, quỷ sát độc tiên. Thế thì lão phu không vòng vo nữa, sẽ thôi động vô niệm đoạt hồn cổ trước. Lúc đó chỉ cần các ngươi muốn hỏi bất cứ vấn đề gì, người này nhất định là sẽ trả lời thật, tuyệt đối không có chút giả dối. Làm phiền tiên sinh rồi. Vô niệm đoạt hồn. Tiêu Vân ca ca, Tiêu Vân, mẹ nó, quả nhiên là đám khốn kiếp của Thiên Uy Kiếm Vực Nam. Ta sẽ đi cứu Tiêu Vân ca ca ngay đây, chờ đã Nguyên Bá. Anh rể, nghe ta nói, bây giờ lập tức nhất định là phải vạch giới hạn với ta. Đợi nát nữa, cho dù xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không được ra mặt. Tại sao? Nếu như huynh gặp phải nguy hiểm gì, ta giả vờ như không thấy, vậy thì bản lĩnh của ta còn có tác dụng gì nữa? Nguyên Bá, lần này không giống như trước đây, chỉ cần ngươi và ta vạch ra ranh giới hạn mới có cơ hội cứu ta. Đợi nát nữa cho dù là Hiên Viên Vấn Thiên có hỏi ngươi như thế nào, ngươi đều nói không biết thân phận huyễn yêu giới của ta, hãy nhớ kỹ đấy. Nhưng mà... Không cần lo lắng, đừng quên bọn họ sẽ không bắt được ta đâu. Thái cổ huyền châu không phải thứ tầm thường đâu. Ngươi tên gì?
xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng qua tên nhóc này cố chấp quá mà thôi, lão phu sẽ hủy hoại ý chí tinh thần của hắn. Nói, họ và tên của người, sinh ra ở nơi nào? Ngươi và Vân Triệt có mối quan hệ gì không thể nói cho người khác biết? Ta tên là Tiêu Vân, trước đây tên là Vân Tiêu. Từ nhỏ đã sống ở Vân Gia, một trong 12 gia tộc đứng đầu của huyện Yêu Giới, đờ mờ huyện Yêu Giới. Vì thế hắn là yêu nhân. Không sai, chính là yêu nhân. Tiếp tục, nói ra mối quan hệ của ngươi và Vân Triệt đi. Ta và nói, Hiên Viên Vấn Thiên, Thiên Uy Kiếm Vực, ta muốn các ngươi chết hết. Anh giả, dừng tay. Vân Cung Chủ, đây là muốn giết người diệt khẩu, tiêu hủy chứng cứ hay sao? Hay là đang muốn tự mình nói ra thân phận cho thiên hạ biết? Đầu tiên, ta không có bỉ ổi như ngươi. Hai là, kết quả mà ngươi muốn, ta cho ngươi là được. Đó là Huyền Cương. Không ngờ tên khốn nhà ngươi lại là yêu nhân. Ban đầu thù giết trưởng não của ta, bây giờ cho dù là sư phụ đoạt thiên não nhân của ngươi ở đây, một mình hắn cũng không thể nào chống lại cả đại lục này đâu. Yêu nhân nhất định phải chết, giết chết hắn, giết chết hắn. Các vị khoan đã. Nếu như Vân Triệt chỉ là một yêu nhân bình thường, thế thì bất ngờ này của ta vẫn chưa đủ để xem rồi sao? Bất ngờ lớn hơn vẫn còn đang ở phía sau. Nói, Vân Triệt rốt cuộc có thân phận gì ở huyện Yêu Giới? Là thiếu chủ của Vân Gia, đứng đầu trong 12 gia tộc. Cũng là tiểu yêu hậu. Là cái gì? Phu quân. Cái gì phu quân? Đờ mờ, ta sẽ giết chết hắn. Cho nên Vân Triệt là yêu hoàng của huyện Yêu Giới. Vân Triệt, ngươi không ở huyện Yêu Giới của ngươi làm yêu hoàng, về đại lục thiên huyền ta làm cái gì? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì không thể nào nói cho người khác biết? Không sai, nếu như ngươi không nói ra mục đích, hôm nay đừng hòng đi khỏi đây. Nói hay không có liên quan gì tới việc ta có thể rời khỏi đây hay sao? Ngươi đừng hòng kiêu ngạo. Đừng tưởng ỷ đoạt vào thiên trường, ỷ vào đoạt thiên trường não thì muốn làm gì thì làm. Hôm nay đoạt thiên có tới đây cũng không thể nào trở thành kẻ địch của cường giả cả đại lục này đâu. Dạ huynh đừng vội, bất ngờ hôm nay vẫn còn chưa xong mà. Nói, Vân Triệt và đoạt thiên lão nhân rốt cuộc là ai? Đoạt thiên lão nhân là giả, là do bản thân hắn tự cải trang mà thôi. Vậy thì ngọn lửa trong nháy mắt giết chết dạ thạch trưởng lão lại là cái gì? Là ngọn lửa đặc biệt, chỉ dùng được một lần trong một ngày. Cốn kiếp, Vân Triệt tiểu nhì, ngươi lại che giấu thần cung ta lâu như vậy, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Dạ huynh đừng nóng nảy, thân phận của tiểu tử này rất là đặc thù. Thay vì đánh chết hắn, chi bằng hãy bắt sống hắn. Thủ đoạn tra khảo của kiếm vực ta không hề tầm thường, đến lúc đó nhất định có thể lấy ra được nhiều tình báo hơn. Như vậy thì tốt. Đại trưởng não, ngươi hãy ra tay đi. Rõ. Yêu nhân, não phu sẽ đến bắt ngươi ngay đây. Tiện nhân, chết đi. Cẩu tặc, tránh xa anh rể ta ra một chút. Nguyên bá, sao ngươi lại tới đây rồi? Anh rể, mặc dù huynh nói có thể không quan tâm tới, nhưng ta không thể nào trừng mắt nhìn thấy người khác ức hiếp huynh. Nguyên bá, cảm ơn.
Anh rể như vậy, Nguyễn má thấy không quen cho lắm. Đờ mờ, đế quân cấp 9 lại bị một quyền đánh nổ. Đây quả thật là một quyền yêu nhân hay sao? Đệt, mạnh thật đấy chứ. Rất tốt. Đã thành công gây ra động cơ giết người cho lão phu trong năm nay rồi đấy. Kiếm khởi. Kia là tuyệt kỹ dung ninh kiếm của đại trưởng lão kiếm vực. Bình thường hai thanh dung hợp đã rất là đáng sợ rồi, bây giờ có 6 thanh kiếm vô hạn tiếp cận nên đế quân cấp 10. Nếu như không xảy ra sự cố ngoài ý muốn, hạ nguyên bá này sẽ bị giết nhanh. Yêu nhân phải chết. Chém. Lão cẩu muốn giết ta, ngươi không xứng. Thử là biết thôi. Cái gì? Kiếm này có chút cổ quái, nó lại đang áp chế một nửa huyền lực của mình. Nguyên bá cẩn thận. Nhân lúc này giết tiểu tử này cũng tốt. Nếu cho hắn thêm thời gian, nói không chừng sẽ có thành tựu thần huyền cảnh, tương lai cũng là một phiền phức lớn. Không. Đáng sợ thật. Không hổ danh là chiêu thức của đế quân cấp 10. Nguyên bá. Ta sẽ cho ngươi chết. Anh rể. Thánh đế, Nguyên bá. Anh rể, ta không sao. Anh rể, để ta đến giúp huynh. Thánh đế đại nhân. Nguyên bá, ở đây không phải là nơi mà ngươi có thể ra tay. Cho dù là ta cũng không thể nào trở thành kẻ địch của cả đại lục này. Không được, ta không thể nào bỏ rơi anh rể, cho dù là ta chết. Cái gì? Đây là xích luyện kim y. Đi, thả ta ra ngoài. Cẩn thận. Thánh vực cấp hoàng của ta không thể nào động đậy, nhưng trong thiên hạ này không thể nào chứa chấp ngươi được. Nếu như có thời cơ, tìm được một cơ hội sống sót, chạy thoát đi. Cảm ơn, yêu nhân. Lần này sẽ không có ai ra mặt cho ngươi nữa rồi. Lần này ta sẽ tới bắt ngươi. Kiếm. Lại phát động rồi. Vừa nãy có thánh đế ra tay, bây giờ không có ai giúp yêu nhân này nữa rồi. Yêu nhân này nhanh chóng chết đi. Chết đi.